Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch cô giáo, kính thưa tất cả đại chúng. Hôm nay Nguyên Thải có buổi chia sẻ Phật pháp, thì Nguyên Thải cũng xin chia sẻ một đoạn khai thị của Tổ Ấn Quang, trong cái quyển Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên. Đây là đoạn khai thị của Ngài Ấn Quang, trả lời thư của Sư Minh Tâm, tức là một cái vị thầy xuất gia viết thư hỏi hỏi Ngài, và Ngài trả lời thư cho cái vị này. Thì Ngài nói rằng á, bế quan chuyên tu tịnh nghiệp thì hãy nên lấy niệm Phật làm chánh hành, khóa sáng vận chiếu theo lệ thường tùng lăng nghiêm, đại bi thập tiểu chú. Nếu không thuộc chú lăng nghiêm thì chẳng ngại gì hàng ngày cứ xem kinh mà tùng. Đến khi thật thuộc rồi hãy niệm thuộc lòng, khóa tối thì kinh A Di Đà cũng phải thường niệm hàng ngày. Ngoài ra nên niệm Phật từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi thường niệm. Tức là Ngài khuyên cái người mà muốn tịnh tu, muốn bế quan thì hãy buổi sáng tùng lăng nghiêm, bữa tối tùng Di Đà, và thời gian còn lại đi đứng nằm ngồi, mọi lúc mọi nơi từ sáng đến tối thì niệm Phật, tức là lấy câu Phật hiệu làm chánh. Nhưng mà không thể nào không tùng lăng nghiêm. Ví dụ như đạo tràng của mình thì bữa tối tùng lăng nghiêm, còn bữa sáng tùng kinh Di Đà. Tại vì trước đây mình đã tùng kinh Di Đà bữa khuya rồi, cho nên bây giờ mình tùng lăng nghiêm bữa tối vẫn được. Nhưng mà chúng ta tu tịnh độ, chúng ta muốn tịnh tu, chúng ta muốn bế quan thì chúng ta phải có lăng nghiêm. Tại vì sao vậy? Tại vì có lăng nghiêm để bảo vệ cái đường tu của chúng ta. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng, kinh Lăng Nghiêm là để bảo vệ cho cái người sơ học. Người sơ học mình tâm còn yếu, lực còn yếu. Nếu như chúng ta không có Lăng Nghiêm thì chúng ta rất là dễ bị ma nó mê hoặc mình, rất dễ bị lạc đường. Cho nên chú Lăng Nghiêm là để bảo vệ chúng ta. Cho nên quý vị thấy tại sao trong kinh Nhật Tụng mà các tổ soạn ra hai thời khóa công phu chính, là một thời là kinh Lăng Nghiêm, một thời là kinh Di Đà. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, nói rất là nhiều kinh điển, nhưng mà các ngài rút ra hai cái bộ kinh chính, đó chính là kinh Lăng Nghiêm và kinh Di Đà. Thì Nguyên Nguyên Thải thường nói với mọi người Phật pháp là giống như một cái cơ thể hoàn thiện của chúng ta vậy. Và pháp môn tịnh độ là giống như cái gì? Giống như tim của chúng ta vậy. Tim ở đây là tức là trung tâm, là chính. Còn kinh Lăng Nghiêm là giống như cái gì? Giống như cái đầu của chúng ta vậy. Tim mà không có đầu thì cũng được. Thì không
không có cái đầu để mà kiểm soát tim. Giống như cái tâm mình vậy, tâm mà không có trí tuệ thì cái tâm nó dễ mê hoặc điên đảo, dễ sai đường lạc lối. Cho nên cái đầu là biểu hiện cho trí tuệ, cái tim là biểu hiện cho cái tâm. Pháp môn niệm Phật là pháp môn trọng yếu, quan trọng nhất trong 49 năm thuyết pháp của Đức Phật. Còn Kinh Lăng Nghiêm là giống như trí tuệ của chư Phật. Cho nên quý vị thấy Đức Phật ngài thuyết, khi mà thuyết chủ Lăng Nghiêm là từ trên đỉnh đầu phóng hào quang, nói chủ Lăng Nghiêm chứ không phải nói bằng miệng. Cho nên người tu mình, ngài dạy rất là rõ ràng, ngài Ấn Quang là một vị tổ của Tịnh Độ Tông. Trong 13 vị tổ thì ngài là vị tổ thứ 13, tức là vị tổ gần chúng ta nhất. Ngài sống cách chúng ta khoảng tầm gần 100 năm, tức là ngài vạn sanh năm 1940. Ngài ngồi mà vạn sanh, tự tại vạn sanh, biết trước ngày giờ vạn sanh. Khi thiêu có rất là nhiều xả lời. Cho nên những cái lời dạy của ngài rất là chính xác. Mà ngài là vị tổ gần với chúng ta nhất, là vị tổ cuối cùng trong 13 vị tổ gần với thời đại của chúng ta. Cho nên những cái lời dạy của ngài rất là phù hợp với căn cơ của chúng ta. Có thể các vị tổ trước không khuyên chúng ta trì Lăng Nghiêm là tại sao? Tại vì cái thời của các ngài là Phật pháp hưng thịnh. Con người thời đó tâm thanh tịnh, họ có trí tuệ phân biệt được chánh tà, họ không dễ bị mê hoặc điên đảo. Còn cái thời của chúng ta là thời này là thời gì? Thời mạt pháp. Mạt ở đây tức là suy. Thời này á, trên kinh Phật nói rằng là pháp nhược ma cường. Pháp thì yếu, ma thì mạnh. Con người chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, tham sân si dày đặc. Cho nên không có chủ Lăng Nghiêm, chúng ta rất là khó tu. Giống như tâm mà không có trí tuệ kiểm soát tâm thì cái tâm này có khi nó sai đường lạc lối hồi nào cũng hay. Cho nên đây là lời dạy của một vị tổ của Tịnh Độ Tông. Nhiều người học Ấn Tổ, hành theo Ấn Tổ, nhưng mà họ không biết được những cái lời dạy này. Tại vì có khi họ không học, họ không đọc hết những lời dạy của ngài. Rồi ngài nói rằng á, lúc nằm chỉ nên niệm thầm trong tâm, đừng nên niệm ra tiếng, niệm ra tiếng sẽ tổn khí lâu ngày thần bẩn. Tức là lúc mình nằm á, thì mình nên niệm thầm, đừng có niệm ra tiếng. Tại vì mình nằm á, là mình niệm ra tiếng là mình sẽ tổn hơi. Tổn hơi thì lâu ngày nó sẽ dễ sân bẩn. Cho nên lúc mình nằm, ví dụ như mình chuẩn bị đi ngủ, mình nằm xuống thì mình có thể niệm thầm, đừng nên niệm ra tiếng. Dẫu là ngủ nghỉ, trong tâm vẫn thường giữ lòng cung kính, chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài, niềm niềm tương ứng với Phật hiệu. Cho dù mình lúc mình ngủ nghỉ đi nữa, mình cũng phải, trong tâm mình cũng vậy, phải thường giữ cái tâm cung kính.
Khi mình nằm ngủ, mình cũng phải ngủ cho nó trang nghiêm. Chứ không phải muốn nằm sao thì nằm. Thường mà các ngài ngày xưa, các ngài nằm ngủ là các ngài nằm nghiêng về bên phải, nằm thế kiết tường giống như Đức Phật. Vậy đó. Hòa Thượng Tuyên Hóa ngài nói rằng người tu mình là nằm là giống như cung, tức là luôn luôn tỉnh giác, giống như cái cung vậy đó. Nằm nghiêng một bên bên phải gọi là giống như cái cung vậy đó. À, luôn luôn thể ở cái thể tỉnh giác. Còn đi thì như gió, đúng không? Đi thì phải nhẹ nhàng. Không có tiếng tiếng giác. Còn ngồi thì như chuông, ngồi thì vững vàng, trang nghiêm. Còn đứng thì như tùng, đứng thì phải thẳng, chứ không phải đứng mà vèo vèo bên đó. Là không được trang nghiêm, không có anh ý đó. Đứng thì phải đứng cho thẳng giống như cái tùng vậy đó, cái tùng nó thẳng. Cho nên là mình ngủ mình cũng phải có cái tâm cung kính đối với Phật. Có khi mình nằm đó, nhưng mà có khi các ngài đang ở xung quanh mình. Có khi mình nằm trang nghiêm, có khi các ngài sẽ quở. Nhưng mà chúng ta thì ngay cả Nguyên Thải thực sự ra mà nói nằm nghiêng nằm cũng được. Tại vì mình nghiệp mình nặng. Cho nên Nguyên Thải nằm nằm ngửa cũng được. Mình có thể mình nằm nằm ngửa cũng được. Nhưng mà mình có thể mình dùng một cái mền gì đó mỏng mỏng mình đắp lên trên người mình cho nó trang nghiêm. Chứ có khi mình nằm ngủ rồi có cái áo quần nó xộc xệch, nhìn thấy trang nghiêm các ngài, nhìn thấy các ngài sẽ quờ. Tại vì thường á, mình tu á, là có các ngài hộ pháp, Thiên Long hộ pháp, Thiền Thần thường ở xung quanh mình, ở chùa cũng vậy. Nên mình nằm nghiêng được thì tốt, giống như các ngài được thì quá tuyệt vời. Còn có nhiều người chúng ta không quen, chúng ta không nằm được, chúng ta có thể nằm ngửa. Chúng ta có thể dùng một cái mền này gì đó mình đắp lên trên người mình cho nó trang nghiêm. Đó là định chính là mình giữ cái tâm cung kính. Rồi chỉ cầu tâm chẳng rong ruổi theo bên ngoài. Đừng có khởi vọng tưởng, đừng có chạy theo bên ngoài. Mà niềm niềm tương ưng với Phật hiệu, luôn luôn niệm Phật. Giữ câu Phật hiệu ở trong tâm. À. Nếu tâm khởi lên tạp niệm, liền lập tức nhiếp tâm, kiền thân niệm, tạp niệm sẽ tiêu diệt ngay. À. Nếu tâm mà khởi lên vọng tưởng mình phải mình phải nhiếp tâm liền, tha thiết thần tâm niệm Phật, thì tự nhiên tạp niệm nó sẽ hết. Cho nên người tu mình, tại sao quý vị thấy tại sao mình tu mà mình được vãng sanh, là tại vì thực sự mà nói chúng ta chưa thật sự tu. Chúng ta niệm Phật nhưng mà chưa thật sự niệm Phật. Cái tâm của mình cứ rong ruổi chỗ này, rong ruổi chỗ kia. Buồn người này, giận người nọ, ghét người kia. Cái gì cũng không vừa lòng, không vừa ý. Rồi cứ mỗi ngày không niệm Phật mà cứ suy nghĩ tới tiền tài, danh vọng. Thì làm sao mà chúng ta vãng sanh được? Trong tâm của chúng ta cái nào mạnh, chúng ta phải biết trong tâm mình cái nào mạnh thì lúc lâm chung cái đó sẽ kéo mình đi. Dù như câu niệm Phật của mình là mạnh thì lúc lâm chung câu niệm Phật sẽ đưa mình về cực lạc. Còn tâm tham sân si nó mạnh hơn câu niệm Phật thì sẽ kéo mình đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giống như cô giáo hay nói là cái cây mà nó nghiêng về bên nào thì khi nó ngã thì nó sẽ ngã về bên đó. Cùng vậy cái tâm mình hướng về chỗ nào mạnh thì lúc mình lâm chung mình sẽ đi về đó. Hay là các ngài hay nói rằng là ví dụ như chúng ta lấy một con heo, một con gà, một con chó, một con mèo, một con vịt,
năm sáu con cột lại với nhau, đúng không? Mà con nào nó mần thì nó lôi mấy con kia đi, không? Nó lôi mấy con kia đi theo hướng nó. Thì cùng vậy, nếu như câu niệm Phật của chúng ta mần, tham sân si nó yêu, thì câu niệm Phật lôi tham sân si về cực lạc luôn, không? Còn tham sân si nó mần, câu niệm Phật yêu thì sao? Thì tham sân si nó lôi lôi Phật xuống tệ, xuống xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh luôn. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải làm sao? Phải cái câu niệm Phật của mình phải cho mình. Nếu như mà chúng ta tâm chúng ta tán loạn quá, chúng ta có thể tập trung vào chú lăng nghiêm một thời gian cũng được. Nếu như chúng ta niệm Phật mà phiền não nhiều, không có an lạc, tán loạn thì mình biết rằng nghiệp chướng mình nặng, ma chướng nhiều, thì tập trung vào lăng nghiêm một thời gian. Giống như ngày dài thì đi đứng nằm ngồi niệm Phật, nhưng mà mình có thể mình niệm Phật chưa an lạc, mình có thể tập trung vào lăng nghiêm một thời gian, khi mà nghiệp mình tiêu rồi, lúc đó mình niệm Phật an lạc rồi thì mình sẽ tập trung vào câu Phật hiệu. Rồi ngài nói rằng á, đừng nên mù quáng dậy lên vòng tưởng, mong đắc thần thông, đắc duyên pháp, được tiếng tâm, mong xây chùa dựng miếu. Nếu có những thứ ý niệm ấy lâu ngày chày tháng, ắt sẽ bị ma dừa. Quý vị thấy hay không? Người tu mình á, đừng có vọng tưởng, mong cầu thần thông. Mình chỉ cầu vãng sanh thôi. Đừng có mong, thậm chí đừng có mong cầu duyên pháp, tức là sao? Đừng có mong cầu khai ngộ, chứng quả. Tại vì khai ngộ, chứng quả chúng ta làm không nổi. Chúng ta chỉ mong cầu về Tây Phương Cực Lạc, thường phẩm, thường sanh là nhất rồi. Rồi mong được tiếng tâm, mong nổi tiếng. Những cái này đều là tà tâm, đều là ma tâm. Cho nên Nguyên Thái nghe nói có một số Phật tử trong đạo tràng mình á, thì chủ lăng nghiêm rồi, rồi có được cái gì đó, rồi muốn đi xoay căn cho đồ cho người ta. Chúng ta như vậy rất là dễ bị lạc đường. Xoay căn để làm cái gì? Có cần thiết hay không? Có giúp cho họ vãng sanh hay không? Có giúp cho họ giác ngộ hay không? Có nhiều người cũng tới chùa Nguyên Thái, nói Nguyên Thái kiếp trước là anh em với người này, với người kia. Nguyên Thái cười cười cười, nói ra để làm cái gì? Những chuyện đó không cần thiết phải nói. Các ngài trừ trường hợp là ví dụ như mình đang gặp một cái nạn gì đó mà mình không buông được, mình không nhìn thấu được, thì có thể là các ngài có thể cho mình biết kiếp trước mình tạo cái nghiệp gì đó để mình chấp nhận, để mình buông, để mình tu. Còn bây giờ tự nhiên gặp cái nói thầy kiếp trước là anh em của người này của người kia, không cần nói tôi cũng biết nữa chứ. Tại sao? Tại vì Phật nói rồi, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình trong quá khứ, đúng không? Mình đã sanh từ nhiều đời nhiều kiếp, đã từng anh em, đã từng cha mẹ với nhau rồi. Tất cả quý vị cũng đã từng là anh em với chúng tôi,
với Nguyên Thái, và cũng đã từng là cha mẹ của Nguyên Thái, mà Nguyên Thái cũng có khi đã từng là cha mẹ của tất cả những người trong dung này. Tại vì mình nhiều đời nhiều kiếp đó. Cho nên những cái đó không cần thiết phải nói. Nói cái gì mà giúp cho người ta giác ngộ thì nói. Còn nói những cái điều không cần thiết, nói để làm cái gì? Dư thừa. Và những người như vậy rất là dễ lạc đường. Đó là do mình mong cầu thần thông, mong cầu duyên pháp, mong cầu tiện tâm, dân văn, lợi dưỡng. Thật sự tu, nếu như chúng ta thật sự tu thì chúng ta cứ thật thà niệm Phật đi, lão thật niệm Phật đi, nghe lời Phật đi, cứ y theo kinh mà làm, y theo lời Phật dạy mà làm. Đó chính là thần thông đó. Giữ giới niệm Phật là thần thông đó. Cái này mới là thần thông thật sự đó. Còn thần thông một hồi không khéo bị ma nó dừa. Còn khi mình tu, mình có lực rồi, thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho mình để mình làm lợi lạc cho chúng sanh. Giống như cô giáo vậy. Quý vị coi, cô giáo đâu có nói gì thần thông đâu. Đâu có nói mình kiếp trước kiếp sau gì đâu. Cô giáo chỉ khuyên người ta niệm Phật, nói pháp cho người ta nghe. Thật thà tu hành, đến khi mình tu có lực rồi, mình nắm chắc phần vãng sanh rồi, thì Phật Bồ Tát có thể gia trì cho mình để mình làm lợi lạc các chúng sanh. Lúc đó mình còn bị dính mắc nữa, mình có đầy đủ tín nguyện hành rồi. Còn chúng ta có đầy đủ tín nguyện hành chưa? Chúng ta đã nắm chắc phần vãng sanh chưa? Mà chúng ta muốn làm cái này, muốn làm cái kia, việc chính không làm mà đi làm việc phụ, rồi vài bữa mình đi về đâu? Có đầy đủ tín nguyện, tức là chúng ta ở trong Phật pháp, mình ở trong pháp môn tịnh độ là người đã thành tựu. Những pháp môn khác gọi là chứng quả, riêng pháp môn tịnh độ chỉ cần có đầy đủ tín nguyện hành, tức là chúng ta đã thành tựu, giống như chứng quả vậy. Tại vì chúng ta đã nắm chắc phần vãng sanh. Mà Nguyên Thái thường nói, người có đầy đủ tín nguyện hành là người như thế nào? Người có niềm tin vãng mình vãng sanh thì người đó sẽ không tham. Mình đã tin mình vãng sanh rồi, mình còn tham luyến cái gì nữa? Mình còn dính mắc thế gian này làm gì nữa? Đối với mình, thế gian này không là gì hết, là giả. Cho nên chúng ta không còn tham nữa. Người mà thật sự tin mình vãng sanh không còn tham nữa. Còn mình còn tham sống này, sợ chết này, tham tiền này, tham danh này, tham lời này, muốn làm giàu này. Người như vậy là người không có niềm tin vãng sanh. Vậy thì chúng ta đã làm được vậy chưa? Còn cái người có nguyện là người như thế nào? Người không sanh. Cho dù người ta có cắt cổ mình đi nữa, cho dù người ta có mổ bụng mình đi nữa, cho dù người ta có hại mình thế thảm đi nữa, mình cũng không khởi tâm sân hận. Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn vãng sanh, chúng ta không muốn đọa lạc. Chúng ta khởi tâm sân hận tức là chúng ta muốn đọa lạc. Chúng ta đã làm được như vậy chưa? Hay là cô giáo mới nhắc nhở một chút thì chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta hờn, chúng ta trách.
Vậy thì cái nguyện của mình ở đâu? Cho dù người ta có giết mình đi nữa, mình không giận thì người ta giúp mình rồi, người ta đưa mình về cực lạc rồi. Còn mình đọa lạc là do mình sân hận mình mới đọa lạc. Mình oán hận mình mới đọa lạc. Còn hận là gì? Hận tức là mình niệm Phật. Đi đứng nằm ngồi, câu Phật hiểu, không gián đoạn. Thì người như vậy là người gì? Không si. Người mà câu Phật hiểu không gián đoạn thì người nào còn mê hoặc điên đảo nữa không? Không còn mê hoặc điên đảo nữa. Chúng ta đã làm được như vậy chưa? Mà chúng ta ưa đi làm cái này, làm cái kia. Khi nào mà chúng ta được như cô giáo đi, nắm chắc vàng sân, cho dù có chết đi nữa, cũng tin mình vàng sân, cũng không sợ. Người mà tin mình vàng sân, người đó không sợ chết, không sợ bệnh, không sợ một cái gì giữa cuộc đời này. Cho dù người ta có kề dao nơi cổ mình đi nữa, dí súng vào đầu mình đi nữa, mình cũng bình tĩnh, không tán loạn, không hoảng loạn. Người như vậy là người nắm chắc phần vàng sân. Còn mình mới đùng chuyện một cái thì mất bình tĩnh, tâm tán loạn lên, mà không lo niệm Phật, mà ưa đi làm cái này cái nọ. Cho nên là chúng ta là tu ở trong đạo tràng online, nếu như chúng ta coi cô giáo là cái người thầy hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta có cái gì mà thấy khác khác thì chúng ta nên bật về cô giáo, để cô giáo chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta đi cho đúng đường, đúng hướng. Còn chúng ta tự ưa làm cái này, ưa làm cái kia thì rất là dễ bị lạc đường. Và nhất là cái vấn đề mà ra sát chẳng hạn. Như cô giáo nói, khi nào mà cô giáo cho phép thì được. Còn cô giáo không cho phép thì tuyệt đối, tuyệt đối. Tại vì sao? Chúng ta không có trí tuệ để chúng ta làm chủ bản thân mình đâu. Có cô giáo thì cô giáo giúp mình. Còn không có cô giáo, chúng ta bị mê một cái là họ kéo chúng ta đi luôn. Quý vị cũng biết rồi, trong đạo tràng mình nhiều người cũng đã rời đạo tràng rồi. Cho nên chúng ta phải làm gì thì làm. Có vấn đề phải bật lên cô giáo liền. Xin sự chỉ dạy của cô giáo, để cô giáo chỉnh đốn chúng ta, để chúng ta đi đúng đường, đúng hướng. Còn chúng ta ưa gì làm nãy thì rất là nguy hiểm cho chúng ta. Khi nào chúng ta mà có đầy đủ tín nguyện hẳn đi, khi nào mà không còn tham sân si nữa đi, thì lúc đó những gì chúng ta làm, những gì chúng ta nghĩ, những gì chúng ta nói là chính xác. Còn bây giờ vẫn còn tham sân si, vẫn còn giận, vẫn còn buồn, vẫn còn sợ chết, sợ bệnh, thì hãy thật thà niệm Phật đi. Và hãy nghe lời của, nghe lời cái người thầy hướng dẫn mình đi. Ngày xưa mà các tổ cũng vậy, học trò mà có vấn đề gì, tu mà có, thấy cảnh giới gì, đều là bật lên cái vị thầy hướng dẫn mình. Để vị thầy đó biết rằng cảnh giới này là tốt hay là cảnh giới này là xấu, đúng hay là sai, để mình chỉnh đốn. Chứ còn mà mình mà từ mình nghĩ là đúng, chưa chắc đã đúng. Trên kinh Phật nói rằng là khi nào mà chúng ta
chứng quả A-la-hán rồi thì lúc đó mới tin vào chính mình. Còn trong pháp môn niệm Phật khi nào đấy, chúng ta có đầy đủ tín nguyện hạnh rồi, không còn tham sân si nữa, thì lúc đó chúng ta mới tin vào chính mình. Còn không, chúng ta nên tin vào Phật, lời Phật, lời Tổ, tin vào lời Thầy, cái vị mà thiền trí thức, vị Thầy hướng dẫn đạo cho mình. Hãy tin vào họ và có vấn đề hãy trình lên với họ. Nếu như mình vấn đề đó tốt thì họ sẽ ấn chứng cho mình. Còn vấn đề đó không tốt thì họ sẽ giúp mình sửa để mình đi cho nó đúng đường, đúng hướng. Như vậy mới đúng. Rồi Ngài nói rằng á, đừng có mong xây chùa dựng miếu. Người xuất gia vậy, không nên mong xây chùa dựng miếu. Mình tu là việc của mình, là việc tu. Còn cái việc xây chùa dựng miếu là cái việc của các ngài hộ pháp, của Phật, của Bồ Tát lo. Chúng ta chỉ việc lo tu, có cái chỗ để mà tu được là được rồi. Còn là những vấn đề khác chúng ta không cần phải bận tâm. Đủ duyên thì làm, không đủ duyên thì thôi. Giao tất cả đều cho các ngài an bài hết đi. Cho nên Nguyên Thái ở đây cũng vậy, không mong cầu làm cái gì cả. Dù như người ta tới tu đông mà chật thì đủ duyên thì mình làm, còn không đủ duyên thì thôi. Đủ duyên thì các ngài sẽ sắp xếp, còn chưa đủ duyên thì mình không nên phan duyên, không nên mong cầu. Tại vì cái việc của mình là việc tu, việc của mình là phải về cực lạc. Còn lại cái việc mà hoằng pháp lợi sanh là việc đó dành cho những vị nào họ đã thành tựu đạo nghiệp rồi. Mình đủ duyên thì mình có thể chia sẻ Phật pháp, mà không đủ duyên thì thôi, về thôi. Mình đủ duyên làm lợi lạc cho chúng sanh thì mình sẽ làm, còn không đủ duyên thì thôi. Còn đừng có mong cầu. Chúng ta đủ duyên mà chúng ta không làm là chúng ta không có từ bi. Mà chúng ta chưa đủ duyên mà chúng ta muốn làm là chúng ta không có trí tuệ. Nên người tu mình phải có từ bi và có trí tuệ. Dù như mình có điều kiện, mình đi phóng sanh thì mình đi phóng sanh. Còn có điều kiện nữa thôi, mình niệm Phật hồi hướng cho chúng sanh. Còn có, mình có điều kiện mà mình chịu phóng sanh là mình có từ bi. Còn mình có điều kiện mà mình lại muốn phóng sanh, rồi mình lại đi xin người này xin người nọ, là mình có trí tuệ. Mình có trí tuệ thì mình sẽ bị phiền não. À, đi xin rồi người ta không cho, rồi bực bội, đúng không? Vì có phải là phiền não không? Rồi mình đi xin rồi làm người ta mất niềm tin vào Phật pháp. Đoàn duyên học Phật cho người ta, cho nên nghiệp mình càng ngày càng tăng, càng ngày phiền não càng nhiều. Cho nên đủ duyên thì làm, đủ duyên thì thôi. Pháp sư Tịnh Không ngài nói rằng á, có nhiều thì làm nhiều, có ít thì làm ít, không có thì không làm. À, tốt nhất là không có là sướng nhất, không có là mình làm bận tâm gì hết. Còn bây giờ có mình phải làm mình phải bận tâm. À, Pháp sư Tịnh Không ngài nói rằng á, quý vị cúng dường cho tôi phải suy nghĩ dùng cái tiền này làm cái gì, in kinh gì, in sách gì, làm việc gì lợi lạc cho chúng sanh. Chúng tôi phải bận tâm. Còn nếu như mà không có thì khỏi bận tâm, lo niệm Phật quá sung sướng. Đó. Cho nên người tu mình á, đa sự bằng thiểu sự, thiểu sự không bằng vô sự, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc gì. Không có việc gì là sướng nhất. Nhưng mà mình đủ duyên làm lời lạc các chúng sanh thì chúng ta nên phát tâm mà làm. Nếu như chúng ta không phát tâm làm thì mình có từ bi, có thể đi làm lời lạc các chúng sanh được mà mình làm. Nhưng mà mình phải nhớ coi thì có thật sự là lời lạc các chúng sanh hay không. Đó. Cho nên người tu, thậm chí người tu mình mong xây chùa dựng miếu cũng không nên.
cứ tu đi, còn để các ngài an bài đi. Đó. Người ta tới tu đông, nếu như mình tu đúng, người ta tới tu đông, thì tự nhiên các ngài sẽ cho người xây dựng cho mình, xây chùa cho mình, để cho mọi người về tu. Cho nên người xưa nói rằng đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Chỉ sợ mình có đạo thôi, đừng có sợ không có chùa. Có đạo thì sẽ có chùa, có chùa không có đạo thì chùa đó là chùa gì? Chùa phá đạo, chùa tạo nghiệp. Có nên hay không? Chúng ta ở đời cũng vậy. Nguyên Thái thường nói với các Phật tử, chỉ sợ không có đức, đừng sợ không có tiền. Chỉ sợ mình tu giờ, mình thiếu đức, đừng có sợ không có tiền. Có đức thì sẽ có tiền. Có tiền mà không có đức thì tiền nó là họa, là hại. Cho nên chúng ta tu chúng ta phải cẩn thận. Những cái việc này ngài nói rất là hay, Nguyên Thái thấy rất là thấm thía. Đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng mình xây được cái ngôi chùa là mình cũng mừng. Có nhiều Phật tử cũng nghĩ rằng cái chùa đã xây to, thầy xây đẹp thầy cũng mừng. Nhưng mà thực tế là không phải như vậy. Người tu không phải là xây chùa. Người tu là cầu đạo. Cái đạo mới là thật, chùa là giả. Chùa là chẳng qua là phương tiện thôi, để có cái nơi người ta tu hành thôi, để người ta thành tựu đạo nghiệp thôi, để người ta vãng sanh thôi. Bây giờ mình mục đích của mình là chùa thì mình không cầu đạo thì rồi rốt cuộc mình đi về đâu? Đó. Cho nên ngài nói rằng nếu chẳng nói toạc những điều này với ông, sợ rằng ông sẽ tưởng những ý niệm ấy là tốt, vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, chắc chắn sẽ bị ma dừa không còn ngờ chi. Thấy chưa? Nếu như mà ngài nói ra, chúng ta có khi chúng ta không biết đâu, chúng ta không có trí tuệ đâu. Còn nhiều người Phật tử cứ tới chùa thấy ông thầy ông xây được cái chùa to, chúc mừng cho ông thầy, thầy giỏi quá. Đúng rồi, chúc mừng thầy, đi đâu không biết, đúng không? Thầy đó làm cái ngôi chùa đẹp lắm, thầy đó giỏi lắm. Mình biết ông đó tu như thế nào mà mình thấy ông đó xây chùa, mình cũng mừng, mình cũng tán thán, mình cũng ca ngợi, là chúng ta đang tạo nghiệp đó. Ông thầy đó có đạo hay không mới là quan trọng. Chỉ cần ở một cái am tân thôi, người ta có đạo thì đó mới là chùa thật. Còn chùa to Phật lớn mà không có đạo thì chùa đó là chùa giả, chùa của ma, chứ không phải là chùa của Phật. Chúng ta phải nhớ. Cho nên là mình tu, mình mà mong cầu những cái đó thì lâu ngày trải tháng thế nào cũng bị ma dừa. Mong cầu thần thông này, mong cầu đắc duyên pháp này, mong cầu tiện tâm này, mong cầu xây chùa này, dừng miếu này. Đó. Rồi ngài nào đang á, dầu cho tâm đà tình vòng bị khuất phục, cũng trở nên sân lòng hoan hỷ, từ khoe khoang với người khác có một phần, bèn nói tới 10 phần, đấy cũng là cái gốc để bị ma dừa. Tu mà cái tâm an lạc một chút, vọng tưởng ít một chút, bắt đầu vui mừng, cái đó cũng là tâm ma. Rồi khoe khoang với người khác, mới tu được một chút mà nói thêm, tu được một phần nói 10 phần, đó cũng là dễ bị ma dừa.
Cho nên người tu mình phải giữ tâm thanh tịnh, đừng có động tâm. Người mà hay buồn, hay giận, bi quan, yếm thế, người đó cũng bị con bị ma bi quan yếm thế nó dừa. Còn những người mà vui quá, hoan hỷ quá, mừng nhiều quá, tâm đồng cũng bị con ma hoan hỷ nó tác động. Cho nên người tu mình làm sao mình giữ cái tâm mình thanh tịnh, chuyện xấu đến đừng có buồn, chuyện tốt đến cũng đừng có vui. Tâm luôn luôn ở trong trạng thái thanh tịnh, không động tâm, thì như vậy mới là đúng. Có khi chúng ta tu rồi chúng ta được một chút kết quả, chúng ta ngã màn, chúng ta vui mừng, cái đó cũng là tâm động. Mà tâm động thì tâm đó là tâm ma. Cho nên chúng ta phải nhớ, Nguyên Thải thấy rằng những cái lời dạy này rất là hay cho người tu chúng ta. Và đúng là Ngài Tổ Ngài mới dạy được những lời này, chứ chúng ta đôi khi phàm phu mình á, mình cứ nghĩ cái này là đúng, nhưng mà thực tế lắm đúng. Chỉ có người có trí tuệ, người sâu sắc họ mới nhìn nhận ra cái nào là đúng, cái nào là sai. Phật, Bồ Tát, các vị tổ sư, những người có trí tuệ, họ mới thấy được, họ mới dạy cho chúng ta. Còn có khi chúng ta tu phàm phu chúng ta, mình tu, ví dụ như mình thấy ông thầy đó được cúng dường nhiều, mình mừng cho ông, chưa chắc đã tốt cho ông đâu. Không có đào cúng dường nhiều rồi tham chấp về bữa đọa lạc đó. Cho nên đó là những cái lời mà Nguyên Thải muốn chia sẻ ngày hôm nay. Mong rằng tất cả chúng ta mình nắm được vấn đề, rồi mình nỗ lực, mình tu tập, để một đời này chúng ta được về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật. Giờ này cũng còn vài phút để dành cho quý vị nào mà có những cái câu hỏi. Thì quý vị nào có những câu hỏi hay là quý vị nào muốn góp ý, muốn chia sẻ, thì chúng ta có thể giơ tay. Quý Phật tử mình á, ví dụ như mình nên mạnh dạn, nhất là những cái buổi chia sẻ của cô giáo cho đặt câu hỏi, thì chúng ta nên mạnh dạn đặt câu hỏi. Chúng ta đặt câu hỏi giữa đại chúng là có khi chúng ta đang giúp cho nhiều người. Ví dụ như mình có vấn đề mà mình đặt câu hỏi giữa đại chúng, mà mình nhắn tin thì chỉ lời lạc một mình thôi. Còn mình đặt câu hỏi giữa đại chúng, có khi có nhiều người có vấn đề giống như mình mà họ không dám hỏi, thì là họ cũng được lời lạc. Cho nên mình hỏi vấn đề của mình giữa đại chúng thì có nhiều người họ bị giống như mình, họ sẽ được lời lạc. Hoặc là chúng ta không có vấn đề, nhưng mà chúng ta thấy đồng tu mình có vấn đề, mình mà họ không dám hỏi, mình cũng nên hỏi, vì họ mà hỏi. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hỏi pháp cũng là vì chúng sanh mà hỏi. Người nói pháp cũng vì chúng sanh mà nói, người hỏi pháp cũng vì chúng sanh mà hỏi. Thì như vậy chúng ta mới tu, mới có thể làm lời lạc các chúng sanh. Còn chúng ta mà cái gì cũng sợ, ở trên này thì không hỏi, nhưng mà đến khi xuống này thì nhắn tin, sợ. Mà sợ đó là gì? Sợ tâm, sợ là tâm ma. Tâm lo sợ là tâm ma. Cho nên mình phải đột phá mình đi, đừng có sợ.
Đương nhiên là một hai lần đầu còn lập cập, nhưng mà từ 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 nó quen. Thế nên chúng ta cứ mạnh dạn viết, phải phải làm sao mình phải tổng cái con ma lo sợ trong người mình ra, chúng ta mới vãng sanh được. Cái hỏi mang dầm hỏi mà muốn vãng sanh, không biết vãng sanh về đâu nữa. A Di Đà Phật. Có anh Dư muốn có giơ tay thì xin mời anh. A Di Đà Phật. Đã Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân quý thầy hôm nay đã giảng cho chúng con bài pháp, chúng con nghe thành câu từng chữ rất chi là thấu triệt, và chúng con xin tri ân quý thầy rất nhiều. A Di Đà Phật. Quý thầy xin từ bi cho con hỏi một câu, hỏi này vì con cũng thắc mắc, vì chúng con cũng nghe tất cả các vị tổ như ngài ngài Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng nói là cái câu là con là vãng sanh, thường phẩm sanh cũng không nên cầu, vì mình cầu là mình sẽ dính mắc và thẩm vị sẽ không cao. Và mình con cũng nghe con là tổ thứ tám là hòa tình độ thứ tám là hòa thượng Diệu Diệu Niên, hòa thượng gì con xin sám hối đến quên mất rồi, nhưng mà ngài cũng nói là con là ngài chỉ cần vãng sanh hạ phẩm vãng sanh là ngài đã mãn nguyện rồi. Thì có người hỏi là ngài vãng sanh phẩm viện nào thì ngài mãn nguyện, ngài đã nói là tôi chỉ cần hạ phẩm hạ sanh là tôi đã mãn nguyện rồi. Là ngài nó nói như vậy là cũng hoặc không nói lại, là nói như vậy để muốn cho mình muốn là đoạn dứt cái tâm ngã mạn, vì thứ nhất là vãng sanh và tên phương tượng nào không hạ phẩm hạ sanh đã vô phương tưởng tượng rồi. Con cũng nghe các ngài nói như vậy, con nên cầu thượng phẩm thượng sanh nữa hay không, và thì là phải đấy. Câu của con muốn hỏi xin cái thầy từ bi để cho con biết được, con hiểu được để hành cho nó đúng, cho nó không có sai. Và con xin nói thêm là hòa thượng cũng nói là phẩm vị cao hay thấp là công phu trì danh sâu hay cạn, mà ngài cũng nói là sâu hay cạn là do tâm của mình buông xả. Nếu buông xả được nhiều thì công phu niệm Phật sẽ sâu, mà buông xả ít thì công phu sẽ cạn. Thì là con cũng xin nói về vấn đề này, phải là vấn đề này cho con hiểu, và cũng như là mọi người chưa ai được hiểu thì cũng là xin quý thầy con là giảng giải cho chúng con thấu hiểu là A Di Đà Phật. Cũng xin cảm ơn quý thầy, con giáo rất nhiều A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật cảm ơn anh Dư. Cái câu hỏi rất là hay, rất là hay, có thể giúp cho nhiều người. Thực sự mà nói, chúng ta phát nguyện thường phẩm thường sanh, chứ không phải là chúng ta mong cầu. Cầu ở đây tức là mình phát nguyện. Dù như mình nếu như cầu thì mình cầu vạn, mình phát nguyện vạn sanh cũng là mình đang cầu cầu vạn sanh, đúng không? Cầu ở đây tức là nguyện. Còn cái mong cầu mà sai tức là mong cầu những cái mà nó ví dụ như mình mong cầu những cái chuyện thế gian, hay là mình trong cái tâm của mình cứ mong cầu cái này mong cầu cái nọ. Dù như mình phát nguyện thường phẩm thường sanh, rồi sau đó mình không nghĩ tới nữa, tức là mình mong cầu mà mình lo niệm Phật, mình lo tu để mình đạt cái mục đích của mình. Còn các ngài nói rằng là chỉ cần hạ phẩm hạ sanh là đủ rồi, tức là các ngài nói với những cái căn cơ, tùy theo căn cơ của mỗi người. Các ngài nói pháp là có thể là căn cơ của chúng sanh như vậy thì các ngài nói như vậy. Còn nếu như đối với những người mà họ có thể thường phẩm thường sanh, họ phát nguyện thường phẩm thường sanh thì đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta tụng kinh Di Đà, quý vị con mình tụng kinh Di Đà thì mình đến cái bài tán mình cũng là phát nguyện thường phẩm thường sanh.
Tây phương giáo chủ Tịnh độ Năng Nhân, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, đồng phó bửu liên trì, thượng phẩm thượng sanh, đồng phó bửu liên trì. Tức là mình cũng đang phát nguyện thượng phẩm thượng sanh vậy. À, hay là các thời công phu, mà thời công phu bữa khuya thường là hai cái thời công phu đó, mà của Việt Nam mình thời xưa là các ngài cũng là tụng Lăng Nghiêm, xong rồi tụng thêm cái chương thượng phẩm thượng sanh nữa. Tức là các ngài đang phát nguyện thượng phẩm thượng sanh. Cho nên mình phát nguyện để mình làm gì? Để mình phấn đấu, để mình nỗ lực, để mình đạt cái mục đích của mình. Hay là cái người niệm Phật mà cầu nhất tâm bất loạn thì đó cũng là cầu vậy, đúng không? Nhưng mà mình cầu nhưng mà mình đừng có nghĩ tới nữa. Mình nguyện xong rồi mình lo tu để mình đạt cái mục đích của mình, chứ mình đừng có để nó ở trong tâm. Nếu như mình cứ niệm Phật mà cứ nghĩ tới nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn, thì cái tâm của mình là vòng càng thêm vòng, đã vòng rồi mà còn thêm cái chữ nhất tâm bất loạn vô đó nữa, thì vòng tròng thêm vòng càng nhiều thế. Còn nếu như chúng ta niệm Phật, chúng ta tha thiết niệm Phật để mình nhất tâm bất loạn, mình cứ lo niệm Phật và cái mục đích của mình là nhất tâm bất loạn, là thường phẩm thường sanh, thì không có gì sai, không có gì sai. Tuy nhiên chúng ta nguyện thì nguyện thường phẩm thường sanh, nhưng mà ví dụ như mà mình mà lúc đó mình không được thường phẩm thường sanh, mình về trung phẩm cũng được, không sao. Nhưng mà chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể đạt được thường phẩm thường sanh cũng được. Giống như ngày xưa có một vị cao tăng, ngài tu Tịnh độ, ngài niệm Phật, thì mới đầu ngài nguyện là về Tây phương Cực Lạc thường phẩm thường sanh, tức là đài vàng. Đài vàng là thường phẩm. Thì là Phật A Di Đà, đến cái lúc lâm chung, Phật A Di Đà đem đài bạc tới. Ngài nói rằng ngài muốn thường phẩm thường sanh. Ngài muốn đài vàng thì Phật A Di Đà, một thời gian sau Phật A Di Đà đem đài vàng tới thì ngài vạn sắc đó. Tức là đó là cái nguyện của mình, cái mục đích của mình, để mình nỗ lực, để mình phấn đấu. Còn đối với người mà bình thường, có khi mình phải nói với họ là hạ phẩm hạ sanh cũng được rồi, tại vì cái tâm của họ họ không có cái tâm hướng thượng, thì mình có thể tùy duyên để mà nói, chỉ cần hạ phẩm là được rồi. Còn nếu như mình mà có cái tâm muốn phát bồ đề tâm, muốn làm lợi lạc cái chúng sanh, thì mình phát nguyện thường phẩm thường sanh để mình về Cực Lạc, để mình mau thành Phật, để mình đi độ chúng sanh. Đó, vậy thôi. Còn cái câu mà gì được vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không, còn vãng sanh phẩm vị cao hay thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu đây tức là mình buông được bao nhiêu, tâm mình tịnh được bao nhiêu. Mình buông được nhiều thì phẩm vị mình cao, mình buông ít thì phẩm vị mình thấp. Còn mình vãng sanh hay không là do có mình có niềm tin hay không, mình có phát nguyện hay không. Nếu như chúng ta có niềm tin, chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ được vãng sanh. Còn nếu như chúng ta buông xuống được, tâm chúng ta thanh tịnh, công phu niệm Phật của chúng ta cao thì phẩm vị mình cao, còn công phu thấp thì phẩm vị thấp. Là như vậy. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, giờ này mình cũng đã hết giờ rồi. Mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay hồi hướng A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con xin tri ân các ngài chư Phật chư Bồ Tát, xin tri ân các ngài hộ pháp, xin tri ân cô giáo. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật Tác Đại chứng minh. A Di Đà Phật ạ. Chúc tất cả quý vị an lạc và hẹn gặp lại kỳ sau. A Di Đà Phật ạ. Chào tạm biệt.